Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh xe tải và phụ tùng của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một sản phẩm đó là hộp số của xe TMT 6 tấn. Mã hộp số là 5T88. Đây, quay cận cảnh cho quý vị các bạn xem một lần luôn. Tàu cùn này, trục này. Hàng cam kết mới 100%, đóng thùng gỗ, đầy đủ cần số tay gạt. Đây, cảm biến tốc độ. Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn nhập khẩu phân phối rất nhiều các loại hộp số xe Thaco như là Olin 350, 500B, 700B, 800A, 950. Đấy, hộp số của Hồ Vô như là 10 số, 12 số. Đó. Đấy, ngoài ra thì công ty chúng tôi còn nhập khẩu phân phối rất nhiều các loại phụ tùng khác nhau như chân chống móc, mâm móc và các đồ động cơ, gầm máy, thân vỏ. Đấy, quý vị và các bạn mà có nhu cầu về sản phẩm thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0962 935 586 hoặc truy cập vào website là xetaivaphutung.com. Công ty chúng tôi thì có hai cơ sở 1 ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội và cơ sở 2 ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn mà gần cơ sở nào có thể đến tham quan và ủng hộ công ty chúng tôi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.